Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 3 đồng loạt tăng trở lại, thêm đến 1.000 đồng một ký tuần này. Giá tiêu hôm nay ngày 17 tháng 3 trong khoảng 93.500 đồng đến 95.500 đồng một ký. Giá tiêu tuần này giữ ổn định tại Đắk Lắk, Đắk Nông, tăng tại các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Phước, thêm 1.000 đồng ở Đồng Nai và Gia Lai. Nguồn cung dồi dào kéo thị trường quanh ngưỡng 95.000 đồng một ký nhiều tuần nay. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 95.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 93.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 93.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 95.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 95.500 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng một ký so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần, thị trường tăng không đều giữa các địa phương. Theo đó, giá tiêu tuần này giữ ổn định tại khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, tăng 500 đồng một ký tại các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Phước, thêm 1.000 đồng một ký ở Đồng Nai và Gia Lai. Tuần trước, giá tiêu nội địa giảm nhẹ 500 đồng một ký do đang là vụ thu hoạch chính, nên nguồn cung dồi dào hơn, kéo thị trường quanh ngưỡng 95.000 đồng một ký nhiều tuần nay. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lumpum Indonesia chốt tại 4.169 USD trên tấn, giảm 0,26%. Giá tiêu đen Rosin ETA 570 ở mức 4.400 USD trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia ETA giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng Muntok 6.171 USD trên tấn, giảm 0,26%. Giá tiêu trắng Malaysia ETA vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.100 USD trên tấn với loại 500 g trên lít, loại 550 g trên lít ở mức 4.200 USD trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.900 USD trên tấn. IBC nhận định thị trường hạt tiêu tuần này chỉ có giá nội địa Sri Lanka giảm. Về tình hình thị trường hồ tiêu thế giới tuần trước, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho hay chỉ có giá tiêu Ấn Độ duy trì xu hướng giảm. Theo đó, tại Nam Á, giá tiêu giao dịch trong nước và quốc tế của Ấn Độ ghi nhận giảm kể từ tuần thứ 2 của tháng 2. Nguồn cung ngày càng tăng và nhu cầu yếu đã tác động đến việc giảm giá tiêu ở Ấn Độ. Mặc dù đồng ruby Sri Lanka tăng mạnh 1% so với đồng USD, giá nội địa Sri Lanka tiếp tục giảm trong tuần trước. Ở Đông Nam Á, chỉ có giá tiêu đen Indonesia tăng, trong khi giá tiêu trắng nước này ổn định kể từ 3 tuần trước. Do đồng ringgit Malaysia tăng mạnh 1% so với đồng USD, giá tiêu nội địa Malaysia tăng kể từ tuần trước. Trong khi đó, giá xuất khẩu tiếp tục ổn định và không thay đổi. Giá tiêu đen Brazil, tiêu đen Campuchia, tiêu trắng Trung Quốc ổn định trong tuần trước, trong khi tiêu đen và tiêu trắng trên thị trường Mỹ duy trì ổn định khi hoạt động xuất khẩu hạn chế. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.